Điện máy chợ lớn xin chào mọi người nha. Thì đây là chiếc TV LG nha mọi người, 65 inch nha. Model của máy là 65A1 nha mọi người. Đây là dòng TV OLED nha. Thì bên hãng LG thiết kế dòng TV OLED rất là đẹp nha mọi người. Dạng siêu mỏng nha, tràn viền luôn ạ. Nhìn là thích liền luôn á mọi người. 65 inch nha. Độ phân giải 4K nha mọi người, có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt luôn nha, có kết nối Bluetooth loa kéo luôn ạ. Giao diện cũng khá là thân thiện nha, ứng dụng thì cũng đầy đủ nha mọi người, có ứng dụng xem phim, ứng dụng xem đài luôn nha, ứng dụng đọc báo luôn ạ. Giao diện cũng dễ sử dụng nữa nha mọi người, con chip xử lý mạng cũng khá là ổn định nha. Thì mình đang mở trực tiếp cho mọi người xem nè. Hiện tại cái mẫu này giá bán cũng rất là tốt nha mọi người. Các bạn muốn biết giá bán như thế nào á, vui lòng điện thoại trực tiếp cho mình nha, 0949 540 161 nha, hoặc là điện thoại cho chi nhánh nha mọi người, 02903 582 968 nha. Thì các bạn quan tâm tới cái sản phẩm nào của Điện máy Chợ lớn bên mình á, thì có thể điện thoại trực tiếp rồi bên mình tư vấn sản phẩm và tư vấn giá luôn ạ. Thì hiện tại bên Điện máy Chợ lớn của bên mình á, có thể giao hàng tất cả các khu vực mà có Điện máy Chợ lớn thì bên mình sẽ giao hàng được hết luôn nha mọi người. Năm nay có đá banh đó mọi người, có World Cup á, rồi có SEA Games nữa. Cho nên năm nay những dòng TV cỡ lớn như vậy nè, 55 hoặc 65 sẽ rất là hút hàng nha. Thì cái model OLED này hiện tại bên mình có hai model nha, 55A1 và 65A1 nha. Cái mẫu 65 này thì hiện tại giá là tầm khoảng nói chung là dưới 40 triệu mọi người. Mọi người muốn biết ngay giá bán như thế nào có thể điện thoại trực tiếp cho mình nha. Tại vì giá bán thì nó theo đổi theo thời gian, thay đổi theo cái chương trình khuyến mãi của mỗi lúc nó mỗi khác nữa mọi người. 55 inch thì nó cũng tầm khoảng dưới 25 triệu à. Đây là model ra mắt năm 2021 nha. Giai đoạn này mọi người mua thì giá rất là tốt ạ. Năm 2022 này thì cũng chuẩn bị ra nhiều sản phẩm mới rồi. Thì mùa này là mùa nóng, mùa tháng 4 á, hiện tại bên mình cũng giảm giá cho một số mặt hàng có điện lạnh nữa, đặc biệt là máy lạnh nha. Cho nên bạn nào muốn biết giá cả như thế nào có thể điện thoại cho mình vẫn có thể tư vấn máy lạnh được luôn nha. Còn địa chỉ của chi nhánh bên mình là ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm nha mọi người, gần đô thành phố Cà Mau nha. Thì mọi người không biết đường đi á, nó có thể điện cho mình chỉ ha, hoặc là những chi nhánh khác thì mình cũng có thể hướng dẫn cho các bạn đi được nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha, hẹn gặp lại nha.